Dạ con chào chú, đây đang lái xe đi hả chú? Đi sáng uống cà phê rồi mới đi về Dạ chợ. dạ Sáng ra thì cũng giống như ở Việt Nam vậy, ra ăn sáng cà phê dạ chợ luôn. đi ra chợ dạo sao, dạo xem coi có gì mua sắm không hả chú, hay là mình đi làm? Đó, chú đi chợ là chú mua đồ giá chứ, ngày nào cũng tại vì cái cà phê với lại chợ nó sát bên. Tình hình dịch bệnh bữa nay ở Sài Gòn ổn ổn rồi phải không? Vui chú, hôm nay tin vui, tức là hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh đó thì họ truy vết ra thì một con số bất ngờ, và thậm chí chính người dân trong nước nhiều người còn không tin nữa, là 377 ca. Ồ, 377 ca, tức là tin trước đó đây là họ đã chú mới đọc hồi nãy, chú nghĩ là nó có cái nhầm lẫn gì đây, sao mà nó tự nhiên mấy ngàn mà nó rớt xuống còn 300 mấy ghê vậy? cũng khiến nhiều người bất ngờ, nhưng mà nếu mà theo theo cháu đó, chú, mình xem kỹ lại mình thấy nó hợp lý, tức là cái giai đoạn vừa rồi là họ đã phong tỏa lại để họ truy vết nhanh đó, và họ làm cái phương án cố gắng vét vét cho hết, thì có thể là những cái đó là đã vét sạch rồi, thì tâm này còn sót lại một số nơi nào đó, thì ra con số nó giật xuống rất là bất ngờ, rất vui, tín hiệu rất là vui chứ. Với lại chú thấy là cái vấn đề chích ngừa đó nó cũng cũng ok rồi, anh ta chú thấy có người là ta đã chích qua mũi thứ hai rồi đó thì nó cũng ổn. Bên 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 chú hình như âm thanh cũng hơi kém hay sao, không biết hôm nay hay là cái đường like của cháu hôm nay nó có vấn đề với khách mời. Cái đường like hả, có thể là do cái điện thoại chú gắn ở trên xe nó hơi hơi xa đó, Dạ có nghe không? nó cày giật cái chú, nó bị âm thanh gọi là đứt đoạn á, đứt đoạn rồi lúc có lúc không, rồi lúc lớn lúc nhỏ. Ở đây thì chú nghe rõ lắm, chú nghe rõ lắm mà chú đang chạy xe. Chú nghe con rõ thì là tính rõ là bên con ổn rồi, vậy chắc có thể là do bên chú, do chú xài 4G hả? À, xe 4G. À đúng rồi, chú xài 4G ngoài đường chắc nó, cái đường truyền nó không tốt, nó bị giờ chập chờn. Đang chạy xe có thể là đường truyền nó không được tốt lắm. Dạ ủa Thu Huyền nghe rõ em, ở dưới thì lại bảo nghe chú rõ. Ở dưới thì lại bảo là nghe chú rất là rõ, còn Ồ vậy à, vậy là chắc dạ cái của con sao rồi. Đây là cái con đường chính của cái thành phố chú đang đi nè. à vậy 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 chú cứ chia sẻ đi, ở dưới mọi người nghe rất là rõ đó, chỉ có cháu là bị thôi, và là có thể là do bên cháu đó, chứ không phải do bên chơi, do bên khách mời. Chồng là Tết này về được, Dạ chồng Tết về được thì nếu cái tình hình như vậy thì cũng cũng vui rồi. Thì cái bây giờ mình đã chấp nhận sống chung với lũ thì lũ thì nó đến rồi nó đi thôi, phải không? Tới đỉnh lũ rồi chết dạ thôi đâu, thì từ đâu nó vào đó, thì ở ở đất nước nào cũng vậy, thì nó cũng qua một cái đợt cao trào vậy rồi nó trở lại bình thường, thì hy vọng thì đây đến Tết thì ổn. Có cái vấn đề gì không thưa quan? sao à chú, Có cái vấn đề gì không? Có nghe con không nghe được. không rõ, hồi nãy con nghe chú nói là chú mong là tới là sẽ về được, thì về vấn đề đó là con cũng tin, con tin là sẽ về được, bởi vì bây giờ là các nước bây giờ bắt đầu dần chuyển sang là bây giờ là sống chung với dịch rồi, và họ cũng đi bắt đầu đi sang cái bước gọi là công nhận cái gọi là hộ chiếu vaccine lẫn nhau. Đó, công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau thì con tin rằng là Tết này các chú sẽ về được chắc chắn. Cũng cũng trông chờ như vậy. Với lại chú thấy là cái vaccine bây giờ mình cũng là cũng có nhiều cái nguồn vaccine nó cũng nhiều rồi đó, thì từ đây Dạ, từ đúng rồi. thuốc cho mọi người dân được thì nó ổn thôi chứ không có gì cả. Dạ.
Quan trọng nữa là cái bước đầu ở Việt Nam mình thì bây giờ đã sản xuất thành công cái gia công cái vaccine của Nga đó, cái Sputnik đó chú. Và con tin rằng sắp tới chắc tháng 10, con nghĩ chắc chừng tháng 10, giữa tháng 10 là chắc vaccine Việt Nam chắc cũng sẽ được cấp phép khẩn cấp. Theo 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 cá nhân con nghĩ là như vậy. Qua cái đợt dịch này á, thì có thể mọi người sẽ có một cái suy nghĩ lại, một cuộc sống mới, một cái đó đi, nó cũng như là nó cũng là một cái phép thử cho cái nền kinh tế Việt Nam đấy, nó là một phép thử đó. Như vậy cái đời sống của người Việt thì qua cái biến cố này thì nó cũng là một cái gì đó nó thử thách mọi người, Đúng rồi thì chú. nó thử thách mọi người, rồi mình cũng chiêm nghiệm lại, nhìn lại mình, có thời gian rảnh rang sống chậm lại chút. Chú thì cũng đau đáu, cũng nghĩ là sẽ ổn để mình được về nhớ Sài Gòn lắm rồi. Chú cầm ông cũng nôn dài lắm, chú cầm ông cũng nôn quá trời nôn, chú đi ra Phượng nữa. Mấy chú không biết rất nôn dài. Cũng cũng lâu rồi đúng không chú? Cũng lâu rồi không về về thăm nhà, thăm quê cũng có vui chứ. Và chú là Con thường thường là chú hàng năm, nhưng mà cái đợt Covid vừa rồi thì nó gián đoạn, rồi tính tới giờ là 2 năm rồi chưa được về. Phải chi chuyến này chú Phong, chú Phong với mấy chú ấy, nói chung chú Phong chú Cầm chú Phượng mà về được chung chuyến á thì hay Vui quá. lắm, vui lắm Dạ á. dạ con hứa nếu mà mấy chú về được chung chuyến thì con sẽ đứng ra con làm phục vụ cho mấy chú, làm tour guide. Chú yên tâm, con sẽ làm tour guide cho mấy chú. Con phải đưa đưa các chú vô cái diện chăm sóc đặc biệt nha. Đúng rồi, sẽ đưa mấy chú đi 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 miền Tây, đi tour miền Tây chơi, yên tâm. Cái gì chứ mà đi mấy cái tour đó thì mấy cái hướng đó thì con tương đối rành. Tương đối rành. Cái quan trọng nhất là mình cái gì biết không chú không, tức là thực ra đó tiền bạc nó không quan trọng, nhưng mà mình làm sao nó hài lòng, mình chơi mình hưởng cái gì đó mình gọi là enjoy á, nó mới quan trọng đó. Cái quan điểm của con thì xưa giờ là con thì có kinh nghiệm phục vụ người nước ngoài rất là nhiều, thì họ thích ở con cái điểm là tức là không phải là giá cả đâu, nhưng mà thí dụ như tới cái chỗ ăn uống hay chơi gì đó là khiến họ hài lòng, họ vừa ý đó. Mà đặc biệt nó chỉ cái yếu tố giá cả nó phụ là gì, tức là giá nó không đắt như những cái tour du lịch hay là những chặt chém hay đại khái vậy đó, tức là giá vẫn là giá của đời thường, giá của bình dân, nên ra họ thích chỗ đó. Mà họ đi thì họ enjoy. Thật ra thì cái nhu cầu của như các chú đây á, thì cái nhu cầu nó đâu có gì đâu đâu con, Đúng chỉ rồi. là mình vẫn thích cái gốc cây lề đường con ơi, đi đâu Đúng thì rồi chú. Bình dân á. vẫn thích cái lề đường, vẫn thích cái quán cóc đó, cái mình về Việt Nam để mình hưởng thụ những cái đó thôi, chứ mình hưởng thụ cái gì. Dạ đúng rồi, những hương đồng gió nội thôi, chứ còn ba cái cao lương mỹ vị giống như nhà hàng 5 sao 4 sao thì bên Mỹ nó đầy, mắc mớ gì phải về đúng không? Mắc mớ gì phải về tới Việt Nam hưởng thụ. Mình phải tìm cái mình thiếu. Đúng rồi chú. Du lịch là như vậy, người ta đi chơi á, là người ta tìm những cái mình thiếu. Tuy những cái mình thiếu nó đơn sơ mộc mạc lắm, nhưng mà ở đây không có đâu. Làm cảnh mà ngồi lề đường rồi ăn nhậu với nhau rồi vui vẻ. Đó giống như con từ lúc trước con có mấy người khách nước ngoài á, mấy người chuyên gia đó, họ thích lắm. Và thí dụ như dắt họ đi về quê họ chơi là mình dắt họ đi chợ luôn, dắt họ ra đi chợ luôn. Đi chợ là tự họ mua họ chọn luôn, rồi về tới nhà mình cái mình nấu lên là ăn uống tại nhà vậy đó, thì họ khoái lắm, tức là họ rất là thích mới vậy. Chứ còn mà đi vô nhà hàng thì cái họ đâu có thích, họ không có thích. Mình về Việt Nam là mình tìm lại những cái kỷ niệm hồi xưa, chẳng hạn như những cái gì sinh hoạt mà ở bên Việt Nam mình bị gián đoạn một thời gian đó. Bây giờ mình sống lại với nó vậy thôi. Nhưng mà thì có vẻ chú phù hợp với lại những cái mà bình dân hơn, chú phù hợp
cái bình dân nó nói nôm na là mình phù hợp với cái gốc cây lề đường hơn. Đó rồi rồi trong đây nè, trong đây là trước mắt là Cà Mau là có người nè, có người tiếp đón nè, Đồng Tháp có người tiếp đón nè, Bến Tre có người tiếp đón nè, Trà Vinh có người tiếp đón nè. Đó là khỏi lo, lâm ra con nói nè, nếu mà mấy chú về được cùng một lượt á, đi cái tour miền Tây rất là vui, con bảo đảm luôn, đi miền Tây, cái tour miền Tây rất là vui. An Giang cũng có, nó là đầy đủ hết. Từ miền Tây thì hiếu khách hào sảng. Dạ. Và cái quan trọng họ rất là nhẹ nhàng chút. Đó. Rất là thoải mái nhẹ nhàng chứ không có cầu kỳ, không có cầu kỳ đó. À, cái bản chất người Nam Bộ mà, bản chất người Dạ Nam Bộ rất là hiếu khách hào sảng. dạ Thì mình về Việt Nam rồi thì mình tìm lại những cái đó thôi, chứ mình tìm cái gì vậy? dạ đúng rồi chú. Thấy mấy chú giống như chú Phượng, chú Cầm rồi chứ với chú rồi nhìn nhìn mấy chú biết là cái chú rất muốn về, nhìn cũng thấy thương. Thật ra cũng cũng ở đây bên anh em bên này cũng rất mong mấy chú về đó, làm để đi, đi chơi, đi thăm thú lại những cái đồng quê vậy đó. Nó mang lại cái hương vị cho. Chú vẫn nghĩ là chú sẽ về Việt Nam, chú ở lâu dài, tại vì nói thật ra mình nó phù hợp hơn, nó phù hợp với mình. Dạ. Có thể là nước Mỹ này văn minh quá, mình theo không kịp, mình về cái chỗ kém văn minh chút thì có thể mình phù hợp hơn. Dạ đúng không? Chứ thật ra như tụi mấy chú theo con nghĩ thế này, về Việt Nam, mình sinh sống Việt Nam, mình ở Việt Nam cái tuổi này nó cái cảm giác nó thông thông thả và nó thư thái hơn. Chứ còn bên 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 Mỹ về như tụi các chú bây giờ nó, tại vì cái xã hội bên đó, nó buộc mình phải vấn đề cuốn theo cái vấn đề và cái đời sống xã hội Mỹ thì ra nó cũng hơi buồn. Thì nó thẳng ra các cái người lớn tuổi bên đây á, thì họ nói thẳng ra ai cũng muốn về Việt Nam, nhưng mà cái vấn đề là đâu phải muốn về là về, Dạ. cái điều kiện á, chứ không phải là muốn Dạ. về là đâu, chứ về cái tuổi già ai cũng muốn về quê hương á Dạ. đó. Đâu phải là thích là đi đâu cho Dạ. dễ đâu đó. Nên mình như chú là chú có điều kiện thì bây giờ chú ở đâu cũng vậy thôi, đâu có gì Dạ. khác. Thì mình thấy chỗ nào mà nó thích hợp với mình, vui vẻ thôi với mình thì mình sống. Tại vì thật ra cái thời gian để mà thật sự sống nó đâu có còn dài đâu, đâu còn nhiều đâu. Dạ. Thời gian đâu Đất có lành thời chim gian để đậu mà. chú đã chạy vào cái gara của nhà chú rồi. Dạ. Thì cũng Chú về tới vừa nhà. tới nhà, vừa chạy vừa tới gara. Mấy bữa nay sao tự Dạ. nhiên cách hơi nhức nhức, già rồi bắt đầu cái kia buồn Xuống tay quá, máy. thấy Xuống máy. bắt đầu nó yếu hết rồi. Tay này, cái tay bên đây, cái Dạ. tay bên đây thích á thì ok, Dạ. Dạ. nhưng mà cái tay bên đây nè, đưa mà hơi hơi Ừ. hơi cao cao lên là nó nhức, nó hơi đau. À. Con biết, cái triệu chứng đó rồi. Lâu lâu mà chú Ừ, giới cái tay chú mà chú với lấy cái gì đó thì nó hơi bị nhói đúng không? nó nhói đúng á, đúng. Nhói. Cái Thật ra này con nghĩ là do cái sự lưu thông của máu ấy, chú Phong ơi. có thể mình làm cái gì mà nó hơi kéo kéo á thì nó Đúng đau, rồi. chứ bình Nhói, thường thì lói luôn. nó hơi kéo kéo cái nó lói nó đau rồi đó. Thì cái này nè, ở bên Việt Nam á thì hay có cái vấn đề trị trị mẹo á mà con thấy cũng hiệu quả lắm. Tức là nhói chỗ đó đúng không? Là chú lấy dầu gió, dầu dầu xanh á, chú cạo. Chú cạo thử xem. Chú cạo thử đi. Con thấy là rất là hiệu quả đó, con cũng hay bị lắm. Ừ, chú thử lấy miếng dầu con ó cũng được, dầu con ó cũng được hay dầu cù là cũng được. Chú sức đó chú lấy cái đồng tiền á, chú nhờ ở nhà có ai cạo, nếu mình không với tới nhờ người khác cạo. Cạo chỗ đó đó. Nếu mà chỗ đó mà nó đỏ lên bầm á, bầm 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 thâm đen đó là bảo đảm hết.
không bị nữa, ra khỏi tốn là tiền thuốc men chỉ mất công. cái này thì chú nghĩ không có vấn đề gì hết, mình từ từ mình tập chứ. Dạ. Chú ít dùng thuốc lắm, chú ít dùng thuốc lắm. Dạ. Việt Nam mình vậy chứ có những cái bài dân gian rất là hay á, rất là hay. Người Tây, người nước ngoài nhìn nó sợ nhưng mà thật ra rất là hay. Đúng rồi, đã Chú. có cái về cái kinh nghiệm dân gian cái này. Dạ. Đây này, nhà chú đây, À. để chú quay cái ở ngoài đường cho coi. Đây con thấy không, nhà nào nhà nấy đóng cửa, Giống cái nhà đối diện á dạ. đóng cửa điểm hết rồi đó. Trong đây, ở đây là ở trong xóm đi qua vậy thôi, vắng tanh. Ở Mỹ này đặc biệt là À. không có người. Giống resort. Nhà chú đây Này sau lưng, dạ này sau lưng có biển nữa như cái resort. không, đằng sau nhà chú có cái hồ. À Cái này là cái gara nè, chạy dạ gara đúng rồi. nè. Đằng sau để chú ra phía sau, đằng sau có cái hồ nhỏ nhỏ. Nhà này mất tiền không chú? Nó khoảng 450.000 con, 450 ngàn là mấy tỷ hả? khoảng 10 tỷ đi. À. Đây, đằng sau Rộng nhà, chứ. đằng sau nó có đằng sau nè. À. Cái hồ này là hồ dạng bonsai thôi chứ đâu phải là hồ 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 bơi hả chú? Không, hồ này là cái hồ nó làm cảnh quan cho đẹp vậy mà. À kiểu bonsai đó, kiểu bonsai đó, kiểu mà trang trí Hồ này nó nhỏ thôi, hồ này hồ đào. cảnh quan. Ở Florida thì phía sau là cái chỗ chú đứng đây là một cái nhà lưới, cái này bằng lưới nha, lưới À lưới thì nó bọc cái lưới lại để cho ruồi muỗi rồi nó khỏi bay côn vô, hay là trùng, chim côn trùng sẻ. không vào. Dạ Thì đằng sau nó có chú cái quay, hồ nữa. cái nhà chú vậy, chú quay nhà chú lên vậy mấy ông bên bonsai ông nhìn ông chảy nước miếng đúng không? Chú Mấy ông bên phố, bonsai là chảy nước miếng bây giờ chú có mình ở nhà với lại bà ngoại, còn mấy đứa nhỏ rồi dạ. với cô rồi đi làm hết rồi. Nhà này thì cái tầm nó khoảng chừng hơn 200 mét Rộng 200 m² là rộng. Bự hơn nhà chú Cầm rồi. vuông, trên 200 mét vuông, nó khoảng 2.000 square feet. Nhà ông Cầm vậy chứ nhỏ xíu rồi giờ, chú không? Gì quay đi quay lại có ngồi chỗ live stream rồi quay đi quay lại tới cái bếp rồi. Hở xíu là kho cá. Rồi gì ở vậy thôi à. Trời ơi tưởng gì. Ở đây á, thì cái nhà chú nó có cái bếp ở trong nhà, nhưng mà thường thường mình nấu ăn mà mấy cái đồ mà nó có mùi á thì Dạ. mình đi ra ngoài ở nhà ở nhà À hả. barbecue không? Giống như là barbecue không? Mình những cái gì mà có mùi á thì mình đem ra ngoài nhà lưới mình nấu. À. Đây nè, cái bếp giả chiến nè, để bình ga nè. À nhà mình đi à. Ở trong nhà thì cái bếp trong nhà mình chỉ dùng cho những cái mà không có mùi. Ơi, chú làm chỗ này thôi là con mất mối chú Cầm rồi, ông không dám lên like nữa rồi. Bởi vì lên like con dí đi kêu quay nhà ông đâu dám quay. Quay đi quay lại gì cái phòng ngủ. À, vậy thôi à, đừng có phòng ngủ với lại cái bếp kho cá. Chán ghê. Nhà đây là bà ngoại nè. Dạ, dạ. Dạ con chào bà ngoại. Không, má biết đâu, má biết đâu. Của nhà vậy, với lại chú thôi. À. Xong thì nay về thì đưa bà cụ về luôn. À Thì nhà 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 nhưng mà nhà bên này là của chú thì là ở Nha Trang hả chứ không phải ở thành phố hả? cái nhà ở Sài Gòn chú bán rồi, giờ chú Ừ. về là chú Trang. Tại À về tới Nha Trang lận. chú thích ở Nha Trang ha. Đúng rồi, không khí ngoài đó nó êm hơn.
không khí ngoài đó nó êm hơn. Thấy chú trang trí đẹp không? Dạ đúng rồi. Ngoài đó với lại đất nó còn rộng, dân Này số cũng không có đông. ở Nha Trang nó phù hợp với cái tuổi già hơn. Dạ đúng. Thì về bắt đầu mình làm lại từ đầu. Dạ. Không sao cả. Trời ơi, cỡ như chú cầm về Việt Nam sống vô tư khỏe hưởng thụ ăn dưỡng tuổi già là vô tư luôn. Giờ năm nay chú 62 rồi, 10 năm nữa là bước qua bảy mấy rồi, u 80 rồi, là lúc đó sắm con lúc đó chỉ có mà chán cơm thèm đất nữa là buồn á. Đúng rồi chú, như ông cầm như 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 chú cầm ở bến ông mà phải đi kho cá chứ, ông về Việt Nam là hai ba bài đi kho cá cho ông chứ ông đâu cần phải đi kho cho người ta ăn đâu không. Nam thì cái chuyện ăn uống nó dễ, thích thì nấu, không thích thì bước ra đầu ngõ là có tiệm rồi. Đúng rồi chứ, Ăn mà đồ dĩa ăn cơm ngon không cũng ba món, dĩa cơm là nó cũng xong, đâu có cần phải nấu nướng gì cho mệt. Hồi xưa ở Sài Gòn thì nhà chú nhiều khi cũng ít nấu cơm lắm, đi ăn ngoài không à. rồi chứ. Nó tiện, nhiều khi mình khỏi mất công, bước ra đầu ngõ là có cơm nước đầy đủ. Vậy muốn ăn gì ăn à, khỏi cần phải lên lịch phải hôm nay nấu cái gì, ngày mai nấu cái gì hay đi chợ mua cái Thì gì. đó, nó dễ, nó dễ. Dạ. Hoặc là ví dụ như ở Việt Nam, ví dụ như người ta đi đâu đó sẹt mua tí đồ ăn về ăn, khỏi bày ra nấu nướng chỉ cho nó mệt. Ví dụ gia đình đông quá thì cũng nói gia đình ít ít thì cái chuyện ăn uống nó đơn giản, muốn gì cũng có mà nó gần gũi nữa. Còn ở đây mỗi lần đi á, ví dụ như chú đi uống cà phê á, như vậy là phải 10, nếu mà tính ra từ Việt Nam á là phải mười mấy cây số. Dạ. Rồi đi chợ cũng mười mấy cây số, thì khoảng 7-8 mai, 9-10 mai gì mà thì nó khoảng cách nó vậy. Còn ăn á, thì đồ ăn thì cũng biết rồi, ở bên đây người ta nấu vậy thôi chứ nó ngon thì không ngon đâu, nó không Đúng ngon rồi, đâu. đâu đâu đúng khẩu vị của mình, người Việt mình được. Tại vì cái thí dụ như cái tiệm ăn ở bên đây á, là con bước vô tiệm ăn con kêu món gì cũng có hết trơn á, Dạ. thì nó đại khái thôi chứ làm sao ngon được. À đúng rồi. Chứ không phải như ở Việt Nam con ăn cơm tấm là vô tiệm cơm tấm, con ăn phở là vô tiệm phở, ăn mì là vô tiệm mì đó. Dạ. Còn ở đây con vô kêu gì cũng có rồi đó, thì kêu là nó đại khái chứ có gì. Nó làm cho giống giống vậy thôi chứ còn thực ra khẩu vị nó đâu có bao giờ giống được. Nó đại khái vậy thôi, sống nó cũng nói chung là ở đây trẻ tuổi rồi đi làm đi rồi, chứ còn cỡ tuổi ở đây mà những cái người già mà cứ nếu mà không có bước ra ngoài, không có sinh hoạt, không có đi ra ngoài thì ở trong nhà riết rồi, cái nhiều người họ bị cái vấn đề về 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 về, về cái tinh thần á, nó bị Dạ. trầm cảm, nó họ không Đúng rồi có cái chứ. sự giao lưu á, Đúng người rồi. già không có cái giao lưu cộng đồng á. Ví dụ Đúng như ở rồi. những cái, ví dụ như ở dưới Cali á, cái cộng đồng nó lớn thì nó còn đỡ, chứ ở chú này cộng đồng nó nhỏ quá nên đâm ra À. cái người họ cứ loay hoay lẩn quẩn trong bốn bức tường rồi riết rồi, Bồn. chứ nó lẩn thẩn rồi, nó không họ nói thẳng ra là họ họ đâu có hòa nhập được cái xã hội con, Dạ đúng rồi. họ đâu có Người hòa lớn nhập tuổi được, khó lắm, khó. khó hòa nhập lắm chứ không có dễ đâu. Rồi những cái về vấn đề ngôn ngữ rồi này kia, ra đường rồi xe cộ rồi nhiều khi họ cũng ngại, tại vì ở bên đây á cái chạy xe nó phải như ở Việt Nam mà chạy nhanh lắm, mà mấy bác mà quờ quạng ra đường là dễ gây tai nạn lắm. Dạ đúng rồi. Chứ không phải như ở Việt Nam con chạy từ từ cũng xong, cũng tới, con đi xe gắn máy, con đi sát vô lề, con đi từ từ nó cũng tới. Còn ở đây ra đường là phải, mà cái Khoan. mình khi mà nó lớn á, cái thần kinh mình nó yếu rồi á, mà mình phản xạ không kịp là nó đụng, mà ở đây nó không đụng thôi, đụng nặng lắm con ơi. Đúng rồi chú, Hôm có đó hiểu. tới đi thăm bà chị cũng vậy, cũng nó dến cho một phát tan nát cái xe hết, vô nằm nhà thương mấy ngày, bà nói thôi không lái xe nữa bỏ luôn. Với lại một vấn đề nữa là vậy nè, bà là người gây lỗi, con Dạ. hiểu không? Bà là lỗi Dạ. thì cái thằng bảo hiểm á nó sẽ bồi thường cho bên kia, bồi thường bên mình đầy đàng hoàng hết, nhưng mà mày Dạ. bị ra lỗi thì sau này cái bảo hiểm của mày sẽ tăng lên. À cái giá tăng.
Ví dụ như dư điểm. con đang đóng 100 đồng một tháng mà con gây ra tai nạn mà nó tường này kia hết vài chục ngàn đô á, thì nó tăng cái bảo hiểm tăng lên một tháng 300 400, tất nhiên Giống như nó cái tăng điểm. lên để nó lấy lại cái tiền nó bồi thường. Dạ đúng rồi. Ở ở cái bảo hiểm ở đây là vậy đó, khi con gây tai nạn thì ok rồi nó sẽ tăng cái bảo hiểm mình lên để nó lấy lại. Thì bảo hiểm đây là vậy, nên ở đây mà mỗi lần gây ra tai nạn mà mình bị lỗi á là mệt lắm á, mệt lắm á. À bên này thì khác hơn, bên này thì khác hơn, bên này nó cũng bị nhưng mà nó sẽ khác. Ví dụ như cái bảo hiểm chú mua năm đầu đi, chú mua năm đầu trong một năm, mà trong một năm đó mà chú gây ra nhiều vụ và nó bị là cái số tiền lớn quá đó, thì lần sau chú mua nó sẽ từ chối, nó không bán, có thể nó sẽ lý do nó không bán, nhưng có một cái là chú qua hãng khác chú mua vẫn bình thường, vẫn bình thường. Nó Anh với đây nó khác nhau là vậy đó. Ở đây á, cái thẻ là bảo hiểm á, ở đây á nó có một cái nó liên thông với nhau hết á, là nè con có vấn đề gì là tất cả đều biết. à Tất nó cả áp dụng không chung phải rồi, áp dụng chung là con bỏ này con qua khác cũng vậy à, tại vì nó bắt cái à tên tuổi là nó lòi ra hết á. à Là tất cả các hãng đó đều biết. Việt Nam mình Đó, đỡ hơn, Việt Nam mình không có cái vụ đó cũng đỡ. đúng rồi. Nhưng mà ví dụ như ở Việt Nam hồi xưa chú cũng đã xài bên đó cái bảo hiểm, ví dụ như mua bảo hiểm xe nó bồi thường, ok nó bồi thường xong thì nếu mình mua lại thì nó cũng có thể nó tăng một chút đỉnh nào thôi, chứ ở đây nó tăng gấp mấy lần. Việt Nam nó tăng là tăng về này chú, tăng là thí dụ như là vấn đề là cái xe, thí dụ nó xuống đời, ví dụ vậy, chú mua hôm nay là chú mua cái xe mới tinh đi đó, thì cái giá nó khác, bắt đầu qua năm sau bắt đầu xe xuống đời nó sẽ có cái barem chung của nó, cái barem giá thôi, là nó sẽ xuống đời, nó canh theo cái số năm á, số năm mà mình sử dụng xe thì nó sẽ chuyển qua giá khác vậy thôi à, chứ nó không áp dụng cái điểm như bên Mỹ là tăng cái giá bảo hiểm vì mình gây tai nạn, không có. Đúng rồi, ở À, nó đây gì thì à. hay á, chỉ cần con chạy xe mà con bị cái ticket kịch của cảnh sát á À. tăng nữa. Nó nắm được hết á, con bị bao nhiêu cái ticket kịch là thằng bảo hiểm nắm được hết á. Nè. Thì nó đánh giá con lái xe không tốt mới bị ticket kịch nhiều. Nè. Thì chính như vậy nó tăng cái tiền bảo hiểm lên, tại vì mày là cái thằng dễ gây tai nạn. Nè. Ở bên đây á, cái bang chú á, mà con nít á, mà 17 tuổi lấy bằng lái xe á, là con biết tiền bảo hiểm á, là phải 2.000 mấy một năm. Nè. Tại vì nó cho là mấy đứa này còn nít, còn nhỏ, mà mới lái xe lần đầu, mới có bằng lái, thì cái giá bảo hiểm nó cao lắm, ở nhà chừng hai đứa tôi đóng bảo hiểm chết. Đó. Con trai thì giá khác, con gái giá khác. Con trai thì cái rủi ro nó cao hơn. Bên con Bữa trước nay bên cũng bên ty thì nó mua chiếc Odyssey, thì một năm bảo hiểm là 20 mấy triệu, 22 23 triệu, nhưng mà tức là mỗi năm nó sẽ tăng lên 5 tới 10%, mỗi năm nó mặc định là nó chỉ tăng lên 5 tới 10% thôi, chứ không phải nó căn cứ theo cái kia, nó không căn cứ theo cái bảng điểm gì cả. Còn có chiếc có ông anh ông mua một chiếc Pro, ông mới có bằng, ông mới mua xe ông chạy, xong cái đâu coi mới có 6 mấy tháng à, là ông làm cho 3 4 vụ lên cái tới đợt sau mua nó từ chối ông luôn, nó không bán luôn. Alo chú Phong còn đó không ạ? Bên chú Phong bị đứng hình, bên chú Phong bị đứng hình. Chắc bên chú Phong bị rớt sóng hay gì rồi.
Rồi chú Phong bị mà mất sóng luôn rồi mọi người ơi. Hello. Chào Phúc Hữu nha. Chắc lát chú cầm vô ông chửi. Chọc ông quá à. Có nãy chú cầm vào chút xíu, vào chút xíu rồi đi ra rồi Phúc Hổ. Chọc ông quá ông giận ông đi hay sao á. Đường lai trục chặt rồi mọi người ơi. Tức quá. Không biết có vấn đề gì không đây. Có mời lại chú Phong xem sao ạ. Dạ lúc mời chú tự nhiên rớt tín hiệu chú đứng hình cái chú rớt xuống luôn á. Con đang mời lại chú á chú. Alo. Dạ chào chú, nãy chắc bị rớt rớt sóng hả chú? Vậy hả? Dạ. À nãy giờ chú cầm có lên không? Dạ chưa, nãy có chú cầm có vô chút xíu rồi chú cầm đi ra rồi. Không biết chắc bận việc gì á. Ở Sài Gòn con chích mũi thứ hai chưa? À ở dưới Sài Gòn thì nhiều người chích mũi hai con thì con đang ở Bình Dương. Ở Bình Dương thì con mới được có mũi một à. Đang đang chờ mũi hai. Ở đây cho trong đây có Trương Khôi nè, Trương Khôi gia đình con ở bên ở Sài Gòn thì cũng chín mũi hai hết rồi. Vậy tốt rồi, vậy là tốt rồi. Dạ, dưới Gò Vấp á. Cũng hy vọng nó sẽ yên thôi. Dạ. Với lại khổ cái này chú nè, dân dân thành phố mình á, có một số người họ 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 nghe theo cái sự xúi dục của thành phần bên kia đó, cái bài cái vaccine tàu rất là sai lầm đó, năm nay Chứ có thể đợt dạ, cái đợt vaccine đó thì đưa về thì không chịu tiêm thì cứ đòi hỏi là phải châu Âu Mỹ này kia cái nọ, thì người ta vaccine thì chú cũng biết rồi đâu để lâu được, người ta chuyển các cái địa phương khác các tỉnh khác giống như Bình Dương hay là các tỉnh khác họ tiêm ầm ầm chứ họ đâu có kén chọn gì đâu, có được vaccine là mừng rồi. Thì bây giờ thì lại là ở dưới là những người đó là lại nhau nhau đòi đi tiêm. Khổ vậy. nghe tới tàu nhạy cảm quá, Dạ. nhưng mà chắc nhưng mà chú nghĩ cũng không có nhiều đâu, cái thành phần nó không nhiều đâu, Dạ. không có nhiều đâu, số nào thôi. Có chích là mừng rồi. Người Đúng rồi chú. ở Trung Quốc người ta vẫn chích vaccine của họ, người ta vẫn vẫn chống dịch là coi như bây giờ là tốt nhất thế giới rồi. Cứ nhìn vào số liệu mà nói chuyện cứ đưa cái cảm xúc vô những cái chuyện này nó đâu có được. Dạ. Mình cứ vào số liệu đi để mình đưa ra quyết định cho nó đúng. Chứ Trung Quốc họ đâu có chích thuốc của Mỹ, của Tây, của Tây đâu, họ vẫn chích là thuốc của họ, nhưng mà bây giờ dịch bệnh họ là nói chung là tương đối là bây giờ họ là đứng đầu á, Dạ. khống chế. Vậy thì mình cái sự việc xảy ra thì mình nhìn vào con số, mình nhìn vào cái thực tế để mình nói chuyện, chứ còn cứ đưa cái cảm xúc vào những cái câu chuyện này nó không đúng, nó không đúng. Tại vì nói tới cái Trung Quốc thì cái người Việt mình nó đôi lúc nó nhạy cảm quá, nhưng Đúng mà rồi cái chú. nào
Con biết không, cái nào nó ra cái nấy, Dạ. cái nào nó ra cái nấy, chứ mình cứ quơ, mình cứ bao giờ mình cũng đặt mình áp đặt một cái tư tưởng mình vào mà một cách mà cực đoan như vậy thì nó đâu có đúng đâu. Cái nào ra nấy Dạ. chứ, cái tốt mình nói tốt, cái nào xấu mình nói xấu, quơ vào cái kiểu đó thì nó không thấy. Nhưng mà chú nghĩ tại vì chú có nói chuyện ấy, thì cũng có một số ít thôi, chú thấy cũng không nhiều đâu, không nhiều đâu. Họ cũng hiểu biết chứ, họ cũng báo chí, họ cũng đọc, họ hiểu chứ, chứ đâu phải là. Còn nói về cái giờ, nói về cái hiệu quả vaccine đó, thì nói thẳng ra bây giờ chưa có cái vaccine nào mà dám mà khẳng định là mình thế này thế kia. Tại vì nói thẳng luôn là tất cả các loại vaccine kể cả của Mỹ, nó chỉ đưa ra đưa ra thị trường trong cái tình trạng khẩn cấp thôi. Chứ còn nếu mà Dạ. để xác nhận một cái vaccine mà an toàn thật sự là phải mất 10 năm đó. Nhưng mà tình trạng khẩn cấp thì người ta đưa ra, nhưng mà đã chích diện rộng rồi thì nó cái hiệu quả của nó như vậy là ok rồi. Thì cái vaccine Trung Quốc cũng như vaccine Mỹ thôi, thì qua cái thực nghiệm thì bây giờ mình cứ nói về cái vaccine Trung Quốc thôi. Bây giờ mình đừng có nghe ai hết, mình nhìn vô Trung Quốc đi, vậy đi. Chứ nếu mà Dạ. nó thúc tạ làm sao mà nó thành công vậy. Mà đâu riêng gì Trung Quốc đâu chú thấy không? Thí dụ như tiểu UAE đúng không? Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đó. Rất là nhiều nước. Tiểu gì Hungary. Hungary nó cũng xài Sinopharm chứ xài gì? tiểu gì nước Đó thiếu gì nước người ta xài. Mà bây giờ cái đất nước của người ta như thế nào nhìn cũng ra thôi mà không hiểu sao mọi người lại có tư duy lại chán ghê. nên chú nói là cuộc sống mà mình lúc nào cũng phải tỉnh táo, cũng phải thật sự tỉnh táo, phải có dùng tới cái đầu óc một chút, chứ đừng có cái kiểu tư duy mà tư duy bày đàn chán lắm. Dạ. Ở trên Bình Dương cái ca nhiễm nó có bớt không, bớt nhiều không? À, so nếu mà Bình Dương so của Bình Dương á, so của Bình Dương á thì bớt, nhưng mà nếu mà so về tổng thể hôm nay thì Bình Dương lại cao nhất. Nhưng mà tức là trong các cái khu mà Công nghiệp gọi nhiều là đông đặc á, đúng rồi, khu Thuận An á, công nhân nhiều. nhưng mà tính ra Bình Dương nếu mà xét tổng thể là họ họ kiểm soát vậy tốt á chứ, tốt á, rất là tốt. Chứ không ai ngờ đâu, không ai nghĩ đâu. Thứ nhất là cái quan trọng nhất là cái ca tử vong là Bình Dương thấp, mặc dù là cái số ca nhiễm cao, thậm chí có ngày lên tới 4.000 mấy, có ngày lên 4.000 mấy ca đó. Đó hôm nay là như là mà 2.000 mấy thì phải, nãy cái số liệu thấy con quên rồi, rồi thì cao. Mình nhớ lại cái đợt dịch đầu tiên ở Vũ Hán á, hồi đó truyền thông nó làm ghê quá, con thấy như là một cái như là Vũ Hán như cái địa ngục vậy. Mà bây giờ mình nhìn đi nhìn lại á, cái số lượng người chết ở Vũ Hán á, nó có mấy 4.000 mấy 5.000 người chứ mấy, đâu có đáng xá gì đâu. Mà hồi xưa nó làm truyền thông nó làm ghê quá ghê. Hiện tại bây giờ cái số người chết cũng là khoảng 2.000 mấy một ngày, nhưng mà truyền thông nó im re không đâu đâu. Đúng rồi Thôi chú. là mấy chú nói là cái truyền thông bây giờ thôi chứ mệt lắm, nó quy ra tiền hết, nên cái truyền thông mà mệt. Đôi lúc mình cũng phải nhìn nhận cái nhiều cái nguồn, chứ mà cái đám mà truyền thông bây giờ chú thấy ngay cả ở Mỹ này, những cái đài này đài kia nó cũng ngã theo phía này, nó ngã theo phía kia, thích thì nó nói, không thích thì nó không nói. Nên mình sống trong cái thời đại mà cái bùng nổ cái thông tin bây giờ, đôi lúc nó cũng làm cho mình hơi phân vân, mình biết tin ai Dạ đó. đúng rồi chú. Sáng suốt một chút mình nhìn vấn đề nó sáng suốt một chút, chứ bây giờ bị dịch bệnh ở Mỹ này bây giờ nó cũng thuộc loại cao đó chứ đâu phải là ấy đâu. Nhưng mà truyền thông nó im im bặt hết, đâu nói gì đâu. Tại Thì vì khổ cái là cái truyền thông á, cái ảnh hưởng của họ rất là lớn. Thì lúc ngược trước lại thì họ đơn thuần là vấn đề là kinh tế, nhưng mà bây giờ lại họ lồng ghép cái vào cái chính trị nữa, thì cái đó cũng nguy hiểm. có những cái tình huống chú đặt ra nè.
nước Mỹ Dạ. là một cái như dư thừa vaccine, nhưng mà Dạ. chú nghĩ theo thời gian một vài tháng, một vài tháng nữa thì cái tỷ lệ tiêm vaccine á ở Mỹ sẽ Dạ. thấp nhất đấy. Đúng rồi chứ. Khổ, nó nghịch lý. Nó nghịch lý cái chỗ đó, cái nước thừa Dạ. vaccine đó, từ từ các nước kia cái lượng người được tiêm vaccine nó sẽ vượt qua Mỹ hết. Mỹ nó vẫn dậm chân ở cái mức độ đó khoảng chừng 50-60%, mà tại vì Đúng rồi nói chứ. về cái chuyện này thì đúng, nó dài dòng lắm, nó nhiều thứ, nhiều chuyện lắm, mệt mỏi, thuốc là nó Mổ chưa ra liên là tục. quá trời vấn đề. Mà trong khi giờ từ từ bây giờ các nước là từ từ người ta chích nó qua mặt Mỹ hết giờ, nên bởi vậy cái dịch bệnh nó Mỹ, mà nếu mà cái chuyện mà tiêm vaccine mà không đạt được cái mức độ mà theo cái ý của anh ấy thì nó vẫn vẫn còn hoài. Nhưng mà được có một cái là ở nước Mỹ bây giờ giàu hầu như là chú thấy là họ quên cái chuyện Covid rồi, quên rồi, ai chết thì chết, Coi như cúm mùa. không quan tâm, bệnh thì vô nhà thương thì cứu được cứu, không cứu được thì chết, chuyện bình thường. Dạ. Cũng họ cũng quen à. Nên ở đây đâu, ví dụ như ở Việt Nam á, thời gian mà Covid á, mình thấy cái xã hội nó kinh khủng thiệt, phong tỏa chỗ này không cho ra đường, không, còn ở Mỹ họ đâu có biện pháp gì đâu, cứ Dạ. để vậy á, rồi cứ tự nhiên nó đến thôi, rồi tự nhiên nó đi, rồi thuốc tao chích chích được nhiều chích, còn người nào chết thì chết, cứ chết. Được có một cái là người Mỹ họ ok cái chỗ đó, họ không có ồn ào, miễn sao để tao tự do được. Việt Nam thấy nhiều chuyện quá, cái chuyện gì cũng có thể ồn ào được hết. Dân Mỹ chú thấy phất tỉnh hay lắm, họ phất tỉnh ăn lê hay lắm, không có lo gì hết, kệ đó, nào chết thì cho chết, nào chích thì chích, tự do, người ta đưa cái tiêu chí tự do lên Chết hàng đầu, ráng chịu đúng không? Chết chết ráng chết chết. chịu. Hỏi có biện pháp về ngăn cấm thì nói là vi phạm này vi phạm kia, tôi thả luôn cho tụi thả hồ, muốn làm gì làm, Chú cầm muốn vào lại. cho chú cầm lên nói chuyện đi nha, chú ốp nha, chú đứng Dạ nha, kìa con. dạ dạ cảm ơn chú.